Vừa qua, cô Hát, giáo viên môn trải nghiệm hướng nghiệp và âm nhạc tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã bị nhóm học sinh lớp 7C dồn vào góc lớp, ném dép vào người, chửi bới, lăng mạ. Đây không phải lần đầu tiên cô Hát bị học sinh về nhốt trong lớp. Cụ thể, trong buổi học ngày 29 tháng 11, học sinh lớp 7C đã có những biểu hiện không tôn trọng giáo viên, không thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Khi vào lớp, các em đi ra đi vào tự do, mở nhạc DJ, nhảy như nhạc đám cưới. Cô hát đã nhắc nhở nhưng các em không nghe. Sau khi hết giờ, các em đóng cửa và dồn cô hát vào góc lớp. Một số em còn cầm thức kẻ, chống xuống dưới đất dọa nạt, chửi cô. Có bạn còn chọc gậy vào người cô may là mình cũng đứng im đấy cho chúng nó tả mình chứ mà xong nó tự lan ra nó còn vu cho mình nó vào không hàng đánh học sinh chết rồi đấy thì là mình bảo may mình không động vào nó chứ hôm đấy mình cũng đứng nguyên chân tay mình vẫn một tay cầm cái điện thoại một tay cầm cái cặp sách nếu như mình mà có một cái hành động gì mà mình đập một cái tay này vào chúng nó thì hôm đấy chả 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 chết chả à? dạ, chả là phạm là chính sai à may là mình hôm đấy Cô Hát mong muốn thời gian tới sẽ có sự kết hợp ba bên, gồm phụ huynh, nhà trường, giáo viên cùng giáo dục các em học sinh. Cô cũng cho biết sẽ làm đơn xin chuyển trường. Chị phụ huynh của một trong những học sinh tham gia dùng cô giáo vào góc lớp cho biết đã tích cực phối hợp với công an huyện Sơn Dương để phục vụ công tác lấy lời khai theo chị phụ huynh này học sinh bị bức xúc chèn ép nhiều quá rồi gia đình chị sẵn sàng học sinh sai học sinh chịu cô giáo sai cô giáo chịu thông tin chi tiết hơn đã đăng tải trên tuổi trẻ online